như rồng có bốn châu sinh ra vô lượng báu để ở chỗ thâm mật người phàm không thấy được bốn trí phật cũng vậy sinh ra nhất thiết trí người khác không thấy được chỉ trừ đại bồ tát như biển có bốn báu hay uống tất cả nước khiến biển chẳng bị tràn lại cũng không tăng giảm trí như lai cũng vậy ngừng sóng trừ pháp ái rộng lớn không bờ mé hay sinh phật bồ tát phương dưới đến hữu đỉnh sắc giới vô sắc giới tất cả nương hư không hư không chẳng phân biệt thanh văn và độc giác chúng bồ tát trí huệ đều nương nơi trí phật trí phật chẳng phân biệt núi tuyết có dược vương tên là vô tận căn hay sinh tất cả cây dễ thân lá hoa quả trí phật cũng như vậy sinh trong giống như lai đắc được bồ đề rồi đại sinh bồ tát hạnh như người cầm cỏ khô ném vào trong kiếp lửa kim cang còn bị cháy cỏ khô tất phải cháy ba đời kiếp và cõi cùng chúng sinh trong đó cỏ khô cho không cháy chí phật biết tất cả có gió tên tán hoại hay hoại cõi đại thiên nếu không gió khác ngăn hủy hoại vô lượng cõi, gió đại trí cũng vậy, diệt hoặc các Bồ Tát, riêng có gió thiện xảo, khiến trụ bậc như lai, như có quyền kinh lớn, lượng bằng ba ngàn cõi, ở trong một hạt bụi, tất cả bụi cũng vậy, có một người sáng suốt, mắt tịnh đều thấy rõ, phá bụi đem kinh ra, lợi ích khắp chúng sinh, trí Phật cũng như vậy. Khắp trong tâm chúng sinh, bị vọng tưởng ràng buộc, chẳng giác cũng chẳng hay chư phật đại từ bi khiến họ trừ vọng tưởng như vậy bèn xuất hiện lợi ích các bồ tát